đầu chương trình, Ái Cầm muốn mời quý vị thưởng thức một màn kịch rất là dễ thương, đó là Bà Già và Học Trò với Kim Nguyên và Thanh Nhạn. Nỡ giờ ngồi trong đó nám ruột dễ sợ, muốn đi ra đây để mà được đi dự đại hội Phong Thanh Võ, mà nỡ ngồi trong đó nám ruột muốn đi lên đây, không biết có ai quẩn quẩn không để dẫn bò lên sân khấu à? Mà phải đẹp trơn dẫn dò lên không? Dò, ngó dò còn đẹp không không? Ngó dò đẹp rợn người mà không chó lói, có phải không con? Rồi đúng rồi. Đúng rồi con, con giỏi lắm. Con có vợ chứ con? Có vợ mà có mấy con? Có chi thì dò giới thiệu con cho một người cháu mới của bà dò nghe. Dò rất là hèn hạ được chào đón quý vị. Xin quý vị một tròn có tờ. Nói thiệt nghe, nỡ chừ ngồi ở trong đó thiệt là khổ, mong chờ ra đây để gặp đó. Mà nãy giờ á, con cái chồng cháu gới của tôi á, là hắn nói là ngay đây nói giờ, mà lúc giờ này cũng chưa thấy hắn tới, không biết hắn đâu rồi ta. Trời ơi con cháu gới, hắn nói mà giờ giác hắn cũng như giờ cao su. Ông trời ơi con đó hả con? Trời ơi con. Nắng quá. Con đẹp dễ sợ. Gió nó kẹt. Kẹt quá vậy. Con đẹp ghê á. Ở nhỏ con có bao nhiêu hoa là con đem lên đến đầu hết trơn rồi. Bởi vì mà ơi, cứ bò tới đây người nộm vậy. Bò nó lâu chưa? Bò nó đúa cho con nghe. Bữa nữa là đợi hộ Phong Thanh Võ. Bữa nữa là bò quyết định đi tới đây để mà bò nói thiệt con á, bà nhớ hồi xưa là bà ở gần cái trường Phong Thanh Võ á. Mà con có biết trường Phong Thanh Võ có ông thầy mà tên là đi hè. Ông Võ anh Dũng á. Dạ con biết. Con biết ông thầy Võ anh Dũng, ông thầy mà người ta kêu ông gì, ông cản gỗ hay gì đó. Ông trời thầy Dũng cản gỗ. Ông Võ đó. Thầy Võ không cần biết ông cản gỗ mà cản thiệt. Đó mà bà nói thiệt con á, hồi xưa là bà biết ổng á, ổng cũng đẹp đó. Cô rố lắm. Hồi đó cũng nhiều người tòa cô cứ nghĩ ổng lắm đó con. Bởi vì mà không biết bữa đó là ổng có ở đây không con hả? Chưa chờ bỏ nhờ sợ chuyện chi bỏ không biết hết rồi hả? Trời ơi bò mà con. Hôm nay á, ổng có ở đây đó bò. Ồ, rứa hả con? Thiệt là nghe, bò rất là hố hức. Hố hức mà bò rất là muốn gặp mặt ổng. Mà con có biết rằng là ổng ở đâu không con? Con có thể cho bò, bò ước mang của bò đó là bò chỉ được chớp cái bán với ảnh thôi. Chớp được á. Đó, hôm nay ổng có tới đây bò ơi. Đúng hả? Mà bò là gì? Mà bò là không. Để bò nhìn con. Bò nhìn con mà thấy bò mà quen. Có mở con là thanh nhọn mà hồi xưa đi đánh vũ cầu á không? Lũ cầu con á. Đúng rồi đó. Giỏi quá. Đúng rồi, con giỏi rồi đó, bò ngưỡng mộ con á nghe. Và bò thấy con đánh trận là đang thắng á. Ông nghe bởi đó, ông thầy Dũng á, là ông dẫn con đi đánh chủ cầu đó phải không? Dạ, đúng trận rồi đó. Trận là trăm thắng phải không? Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Mà có phải con là con Thanh Nhạn không? Phải. Trời ơi, sao mà trận con đẹp quá rồi con. Con mỹ miều quá con. Bởi đó con rất là mỹ miều á. Bởi vì bà dò nó thì con nha, gặp lừa ở đây á, tất cả những anh chị em trong trường Phong Thanh Võ. Hồi xưa dò ở gần trường á, bây giờ, hồi nãy giờ đó, nhưng mà giờ dò cũng muốn gặp ông thầy Võ Anh Dũng lắm. Thôi để bây giờ đó, con mời thầy Võ Dũng lên để chớp một bám với bò. Thôi cho con mời lên đi, là dò rất là áo hớt cọc. Xin mời thầy Võ Anh Dũng lên sân khấu. Trời ơi thầy Võ Anh Dũng lên hả? Ô chu cho thầy Võ xin kính tể nghiêng mình lòng duyên được kính chào thầy Võ Anh Dũng. Trời ơi Võ ơi
Dạ thưa thầy, thầy dò dò bằng cái gì đó thầy? Dò em. Ủa trời, dò mà đang nói bằng em rồi thầy trung sướng thế rồi. Mà hỏi dò, hỏi thầy là thầy đứng ra đây. Rồi thầy chớp với em cái bá. Đó, thầy đứng gần anh. Đó, thầy dò muốn đứng gần thầy. Bởi vậy mà thầy, có phải thầy là anh của thằng Võ Biên Cương không thầy? Điếm đó, à, đúng không? Thằng tên Võ Biên Cương á. Thằng Cương hả? À? Đúng. Có phải là thầy là anh của Võ Biên Cương không? À, bởi vậy đó, hồi xưa con chú mới con dò đó là nó hạt chung với thằng Võ Biên Cương. Nó nói thằng nó đẹp chưa? Cũng học vô á. Mà bây giờ có đây không thầy? Nhưng mà thằng nó không có đẹp trai bằng thầy đâu. Ồ, thầy tự tin quá đi. Nhưng mà cũng công nhận nghe thầy, hồi xưa thầy cũng được nhiều người mến thầy lắm á. Mà sao có một cái cô nào cũng xinh xinh cái chết thầy mất tiêu. Trời ơi, ở đây nhiều người đau khổ. Nhưng mà cho tôi hỏi thiệt quà. Dạ. Quà có phải là mẹ của Nguyên hồi xưa không? À, ồ, con Nguyên nổi tiếng á, phải bỏ dò không? Hả? Nguyên á, hắn học giỏi lắm. Nhưng mà hắn nghịch. Và cái bữa đó tôi vô tôi dạy, mà hắn lấy cái thầy giấy in được cái lưng tôi. Mà hắn viết ông thầy đi đọc tờ. Có phải con đó không? Dạ đúng. Tại vì hồi đó về em biết là thầy cắm tấu hắn tới qua người. Mà tôi hủa nó từ sơ lý do. Nó nói nó lộn nữa, tôi nói trời ơi, tao mà như thầy mi là tao cho mi nghỉ luôn. Mà thầy á, trong công nhận là thầy có lòng độ lượng, không thầy độ lượng. Nhưng mà nên nói thiệt với Hòa đó, mình đừng có lòng tốn thời gian của bà con như này. Dạ con biết rồi. Người ta muốn nhảy đầm vợ dữ lắm rồi. Dạ, bây giờ thầy ơi. Nói chị nói biết thầy, bây giờ thầy ơi, thầy cho con gặp Võ Biên Cương với thầy. À, Cương lại lên, Cương ơi, cái con này nhiều ông xin lỗi. Dạ. Bây giờ thì bao nhiêu chuyện? Dạ, cho xin gặp Võ Biên Cương à. Khi mà Võ Biên Cương lên rồi là con lớp của mình lên luôn rồi. Bây giờ muốn chụp hình với thầy. Bây giờ đứng đây, tất cả bước lên sân khấu. Mời tất cả lớp của trò Võ Biên Cương bước lên sân khấu để chúng ta cùng hót một vở để cho quý vị ở đây. Mời tất cả lên sân khấu. Mời băng nhọt cho em xong hoa. Bây giờ cho bỏ Sài Gòn đẹp lắm đi. Ở ngay Sài Gòn đẹp lắm đi ngay. Để quý vị ra sàn nhảy giới thiệu cho. Cho em xong hoa nghe ông nhọt sĩ. Vô nghe. Mấy con nhớ nhảy cho đẹp nghe. Thank you.
các bạn từ Việt Nam qua rất là đông, nên Kim Nguyên bảo bụi xin phép được làm cái màn kịch nhỏ nhỏ này để một lời cảm ơn tới thầy Võ Anh Dũng. Là thầy là giáo sư hướng dẫn của lớp em trong những năm trung học. Chúng em rất là thương mến thầy Võ Anh Dũng. Bởi vậy, xin thầy nhận lên đây lòng biết ơn của chúng em. Xin cảm ơn.